Chào các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip giới thiệu cho các bạn cái lồng bẫy chồn mèo bên mình đang cung cấp cho anh em á. Thì cái lồng này thì mình đánh được tất cả các loại chồn mèo nha các bạn. Cái kích thước của nó thì cái mẫu này thì có hai kích thước nha các bạn. Một là kích thước lớn là cái mẫu mình đang đánh con chồn chồn mớp này đó là 50 25 25 cm, là dài 50, rộng 25 cm, là cao 25 cm đó. Có cái ngăn phía sau mình nhốt chuột nha các bạn. Đó, mình nhốt cái chuột ở đây. Mình nhốt chuột mình làm mồi dụ nha các bạn. Nó vô nó không ăn được chuột nha các bạn, tại vì ngăn này là ngăn nhốt mồi riêng ha. Cái này ngăn nhốt mồi riêng nè. Đây là có cái cửa mình mở cái ngăn nhốt mồi ra nha các bạn. Đây là mình có thể nhốt chuột, gà con, vịt con thì cũng được nha các bạn. Đây. Cái lồng nếu mà cái khổ 50 25 25 này thì có thể bắt được chồn mèo tầm 5 kg đi xuống nha các bạn. Như con này chắc tầm 2 kg, 2 kg mấy nha các bạn. Rất là rộng. Đó. Lưới này là lưới lỗ 1/2 ha. Loại 35 kg con, loại này rất là chắc chắn nha các bạn. Nói chung là xài lưới lỗ 1/2 là ok nhất nha các bạn. Lưới mà chì chống rỉ sét. Rồi. Chống sảy trước bằng phen nha các bạn. Hai phen chống sảy hai bên này ha. Cái phen này nè. Đó. Nè, phen chống sảy. Rồi các bạn nào mà cần cái lồng bẫy chồn mèo thì liên hệ mình nha. Số Zalo mình là 0936059090 nha các bạn. Hàng ship toàn quốc. Chào tất cả các bạn.